Mẹ nhạc đây là người nó cứ tung tung nhảy nhoi nhảy nhót, hay là mình nên con nấng hay sao? Bựa quá. Mì phải kẹp pate. Là gái Hải Dương phải có máu dê trong người. Nói vậy thôi chứ gái Bắc Ninh chân dân đầy đà nhỉ. Hôm nay nói tặng tiếng Huế. Em vừa đi du lịch ở trong Huế ra tắm tiền xong nó đánh đứt mê nó trúng quăng. Mà đi trúng quăng mà đi đó này đứt mới chết chứ đi. Chứ nó Bắc Ninh là quê em là gái Bắc Ninh. Tên cũng coi là Thị Nắng. Các bạn có biết Thị Nắng là gì không? Thị Nắng là nặng mông. Rồi ra rồi mông thì nặng mà này bưởi thì to ra mới chết mẹ. Bưởi này mà rơi xuống đất là vừa chỉ biết hẳn. Chứ nên trong em từ sớm cắt nón sắn là một mình em nó bày tàu tầng lắm thẳng. Mẹ cảm ơn con mày đi bổ móng mè. Trời ơi. Cái trong em tư tẩm cắt nóng thắt là một mình em là phải là tâm lắm thẳng. Lư khí trong em nó chạy tí rồi. Nhà mẹ nó cả người. Quay mong chồng chết bao giờ khổ lắm. Nó bác cỡ cấm chồng người ta đi. Nó một cái miệng mà chồng em nó năm cái miệng. Chồng người ta thì thổi sáo thổi kêu mà chồng em ngồi bếp nó hút rượu vào mồm. Chồng người ta đánh bắt tiệc đông mà chồng em đi ngủ nó sụp nông ra giường. Nó phải nông sâu ấy nhá. Đâu là cái râu mồm nó dài, cái đen mồm nó cho mà nó lại ngáy ngủ ngáy nó mồm nó nhai nó được nó hốc càng sáng thế này. Cái râu mồm nó đi lung tung xong lại đổ cho tôi đấy. Khổ lắm. Trong em đẹp hơ hớ thế này mà khổ lắm các bác ạ. Con bé mồ côi mà quốc mấy chục năm nay gì đấy. Năm hôm mình cứ dắp nước hoa xong tắm xong lượn ra lượn vào đi ra khắp nhà thế này mà chồng nó cứ nằm lù lù góc giường nó chả bảo gì. Em mới điên quá em mới bảo này ơi tôi hỏi ông nhá, thì tôi lấy ông cứ nằm ông đeo súng cho nó oai à. Súng ông đang bị bắn chứ. Súng thì khó mà thì đạn không có. Mẹ là một khô bắn xong thì đạn này mất với chết mất. Như bảo ông này trước cái đấy là nên chứ nó phải luyện tập đều nó mới khỏe. Bó tay. Phải luyện tập đều chứ. Ông chả luyện tập gì cho người nó xanh xao vàng vọt. Làm dai mà chẳng ra dai, khom lưng bốn gối. Ông chỉ đeo có mỗi hai cái hạt vừng. Ông khổ năng nào. Các cụ bảo trăm năm soi chiếc gương mở, không bằng một phút soi nhờ hướng trong. Trăm năm mở với người đần, không bằng một phút sống gần người khôn. Ông chết phát em sang hàng xóm, em soi có đúng 4 phút rồi mà em sướng đến tận hôm nay. Hôm ông chết hôm nay mới mặc bộ áo cánh đẹp, và bác có biết đi đâu đâu. Chén rẻ đấy, 17 thằng nó đến hỏi con gái đuổi hết rồi nó mới tiếp thằng 18 đây. Các cụ và trăm khéo ngàn khôn vẫn phải luồn trôn cái số. Mà hẹn thằng con rẻ 7 giờ tối mà hơn 10 giờ mà nó vẫn chưa bác cái vong linh nó đến. Vào lấy cái bật lửa ra đốt phía thằng này. Nhục quá nhỉ. Thế này 7 giờ mà đi giờ nó vẫn chưa bác cái mặt nó đến thì bao giờ nó đến biết được. Này vớ mà, phải dở hơi khóc lợn thì chết ấy. Đốt phía bên này thì ở phía dưới thì ra. Bên này, phía dưới thì ra. Bên này, xa hết, trời ơi, tấm lợn. Đốt phát đến luôn kìa. Người thì gầy, mặt thì lưỡi cày, chắc là tên lò xong phắn đây. Em có bác em vào em lấy ghế ra để tiếp khái. Thế sao mày đi giật giật lung lung vậy? Dạ cháu chào bác ạ. Ô đi đàn ông đàn nam thì đây ăn nói vịt pha ngan à? Cái xăng pha nhớt mà không nói to là ăn to lên lớn nói té à? Dạ thưa bác dạy phải là đàn ông thì phải ăn to lời lớn á. Dạ cháu chào bác. Ôi trời ơi, mày ăn thằng này thì giống 17 lần trước đây. Cái này được. Anh có biết vì sao anh bê ghế không? Quên cái gì đấy? Dạ bê ghế thay cho lời chào à? Ồ.
mẹ tưởng con bê ghế để mẹ ngồi cho đỡ mỏi, để bê ghế thay lời chào. Thằng này phần âm rồi thêm cái hò là hâm rồi. Để về đây cho tôi ngồi. Ở đời mù không sợ què, không sợ thoạt, tao không sợ, tao sợ nhất sợ hơi mẹ không. Phép bắn là tôi ngồi đó. Dạ vâng ạ, mời bác ngồi. Dạ thưa bác, là hôm nay là con đến đây là con muốn tư chuyện với bác. Này dạ. Mày nói mày cứ phá nước quạt vào gáy tao. Mày vào người ta mày thuận chân nào? Dạ con thuận chân phải ạ. Tay nào? Dạ con thuận tay phải ạ. Cái mắt nào? Dạ con thuận mắt phải luôn. Thế sao mắt mày nhắm cả hai con? Mắt mày tí hí mắt luôn. Sao mắt mày mà to như mắt mẹ có phải tốt không? Mẹ mắt tao là mắt bồ câu chim đấy. Mẹ mắt tao lai Hàn Quốc. Dạ vâng, ôi rồi mắt bác đẹp ạ, mắt bác đẹp lắm ạ, mắt bác đẹp tuyệt vời ạ, mắt bác đẹp long lanh như những giọt sương trong nắng sớm ban mai, đầu trên những nhành hoa cứt lợt. Ôi dồi ôi. Dạ thưa bác, con nhầm ở đầu trên những cánh hoa hồng thơm ngát tỏa mùi hương ạ. Dạ thưa bác, hôm nay con đến đây con muốn thưa chuyện với một bác. Con năm nay 40 tuổi, con thật lòng yêu em Thúy ạ. Đọ ngôn, 40 tuổi dám gọi con tao bằng em. Mày chắc là nhỏ tuổi hơn con tao rồi, con tao cũng 40 tuổi. Mà con tao đẻ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1970. Mày đẻ vào cái giờ nào mà dám gọi con tao bằng em, lộ ngôn hả? Dạ thưa bác, là con cũng đẻ vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1970 à. Nhưng mà con còn sinh vào 1 giờ sáng cơ. Giỏi, thằng này nó bắt được cái bài này với em 17 tháng trước chết luôn. Tiaki cố lên, Tiaki cố lên, Tiaki đọc cố lên. Chuyện này dạy mày là dạ thưa bác, là không cần phải cố, con cũng sắp làm con rể của bác rồi. Thưa bác, là lần đầu tiên con gặp em Thúy, con làm thơ tặng em Thúy, thế là Thúy yêu con luôn. Kinh nhỉ. Vâng, thằng này hơi khác người đấy. Vâng, 17 tháng trước là không có thơ. Thế mà mày này có thơ à? Vâng, mày đọc thử mẹ duyên. À, bác duyệt thơ con nhá. Thế bây giờ nhá, con ví dụ bác là em Thúy đang ngồi ở đây. Để làm gì đấy? Để có hình ảnh của Thúy đây đọc thơ cho có cảm xúc. Mày này phải có hình ảnh mày mới tưởng tượng ra cơ. Vâng. Mày dám chuyện quá đấy. Thế tao từ Thúy mẹ rồi đóng Thúy con à? Vâng. Mày mệt quá. Rồi. Thế này đóng Thúy con đây. Thúy con rớt ra rồi. Thúy ơi. Dạ. Thúy ơi. Thúy ơi. Mày điên à? Mày xuống kênh nhà mà suốt ngày mày xuống chết. Tao là con Nguyễn Thị Tí, tao là con Trần Thị Thúy nhá. Đọc nhanh tao đau hết mồm rồi nhá. Thúy ơi em đẹp như tiên, càng nhìn càng giống con tiên châu quỷ. Thúy ơi em đẹp tuyệt vời, càng trông càng giống con rơi trong rừng. Ước gì em hóa thạch cao, anh cho vào miệng mút vào mút ra. Ước gì em hóa thạch dừa, anh bỏ vào miệng mút trưa mút chiều. Chứ không làm bác gì chỉ mút à? Tên là Nguyễn Bán Sần phải không? Nghề chính là con ăn chơi đánh chén phải không? Tao biết rồi. Dạ không, con làm luôn à. Ước gì em hóa là canh, anh đây sẽ hút ra thành đấy. Ước gì em hóa thành câu, anh đây là mẹ ôm nhau một lần. Thế mày nói mẹ là ước gì thì hóa là phân, anh đem quán ruộng thêm phần lúa xanh. Mày có chơi được phân không? Mày chơi được micro không? Nó phi một phạt thẳng vào mồm mày luôn nhá. Làm thơ thế thì mẹ một lúc tập hoạt cho 40 bài nhá. Thơ nó phải có hình thuộc, nó phải chịu tượng, nó phải hay chứ. Nó phải nghĩa bóng kiếm nhá. Và nó phải đối nhau chứ thì thơ của mày cho nó phục mình, nó thô thiển đấy nghe. Mẹ đối thế này, nghe thơ của mẹ đấy này. Gà ông cứng cổ cao đầu, gà bà há miệng đớp đầu gà ông. Câu này nghe này. Toàn thân Thúy trắng như vôi. Trắng nón. Nhưng riêng một chỗ rằng thì là đen. À! Thơ của bác thì toàn thân trắng như vôi, còn một chỗ đen. Mày nghĩ cái gì đâu đen? Con biết bây giờ cái gì đen này, ai nói ra giữa chỗ đông người thì ngượng chết nhỉ. Thế con đứa nó màu dâu ngô rồi sao? Nó phải kim đấy. Tao nói thật với mày, con đứa không có gì. Mày nghĩ cái gì đen? Dạ cho bác xem cái gì đen à? Con mắt mày đen. Ôi con mắt mày không đen thì mày thông manh thổ nhãn à? Mày nghĩ tinh tinh à? Dạ thưa bác, là con yêu Thúy quá. Dạ nhưng mà Thúy không thì
gì đấy. Anh yêu em thật lòng mà Thúy. Bốc phét, thằng này chan nghiên rồi đi chan gái mà chả bốc phét. Mẹ không bốc phét thì cũng mà đi bốc tám. Không, anh yêu em thật lòng mà. Cứ mỗi lần nhìn thấy em là anh lại muốn lao vào. Lao vào ôm lấy em, cấu em, cắn em. Mẹ mày. Bà mày mãn nguyện mãn thanh thì mày cho mồm, mày bấm tay mày mút mút. Mẹ làm sao để nhớ chồng ra cái mẹ. Dạ thưa bác là con yêu em Thúy quá đấy, con bị hoang tưởng á. Thưa bác là con muốn làm con rể của bác, dạ điều đó có khó lắm không ạ? Chỉ cần trả lời hai câu hỏi thôi, một hai câu chính một câu phụ, nó không khó như đường lên đỉnh núi Olympia đâu. Bằng chứng là 17 năm trên tuổi khỏi ra nhà rồi, hiểu không? Dạ thưa bác, vì yêu em Thúy con sẵn sàng trả lời cả 20 câu hỏi của bác. 200 câu cũng được, bao nhiêu câu cũng được, bác câu hỏi con trả lời luôn. Dạ bác hỏi đâm mày. Ôi ơi, dạ mày luôn đi này, sao mặt mẹ đây con không nói, con cứ nói với mặt cuốc. Mày mặt tao đây thì mày phải trình đến đây chứ, nói đâu chỉ đấy chứ, mày cứ nói mít cái mặt chất. Ôi trời đất ơi, ông Trần Văn Ngủ ơi, ấy ông chồng của tôi ơi, thà ông sống ông lù lù như đông thịt, ông kiếp khách hồ tôi. Xin phép bác con hồi luôn. Úi giời. Mẹ mày định chiếu tướng bắt xe à? Thế mày định quấm con tao hay mày quấm tao? Mà mày ngồi mày thả dê. Dạ thưa bác. Dạ thưa bác, nhà bác có mỗi ghế, con không biết ngồi vào đâu cả. Thế mày đứng. Dạ vâng ạ. Nghe trả lời câu hỏi đây. Dạ con sẵn sàng ạ. Câu hỏi phụ. Không tin nhất. Vâng. Trên đầu tóc vẫn còn xanh, hỏi dưới củ hành nó có còn tươi. Hỏi mày, mày cứ nhìn vớ cái phẩm gì đâu. Dạ, từ bác hỏi đi, bác hỏi đấy đi. Dạ, con báo cáo bác là hiện nước của con vẫn tốt nè. Tốt này bảo cà mẹ hôm nay con tao nó lại khổ giống tao. Thế có phải xin đây? Vâng. Này, nó biết vì sao con Thúy nhà tao ra lấy chồng muộn, trả lời đây. Dạ thưa bác, em Thúy lấy chồng muộn vì mẹ của em Thúy là một mụ già hắc ám khó chịu nhưng lại sống dai. Mụ già mặt đen này nó mũi nhọn đầu đinh, em nói linh tinh tính tình quái gở chán cơm thèm vở, thiếu bún riêu mồm thì rất tiêu, nói nhiều như quá. Giải phóng quá trình tìm hiểu hắc say cho đến ngày hôm nay kết luận em Thúy lấy chồng muộn vì mẹ của em Thúy là một mụ già khốn nạn. Mẹ con này tôi nghe hơi phân quen. Dạ bác quen là phải thôi. Vì vừa rồi nhớ con gặp bác trai hàng xóm nhà bác ấy. Bác bảo bà này rất khác người. Thế nào bà cũng hỏi mày câu đấy. Mày phải trả lời đúng như lời tao dặn thì mày sẽ được làm con rể bà ấy. Không mà bị đuổi như 17 năm trước. Thế là hàng xóm nó xui mày à? Dạ vâng. Thế cái thằng hàng xóm ở bên tay trái, thằng hàng xóm ở bên tay phải mới chỉ bà. Dạ bác trai hàng xóm ở bên tay phải nhà bác ạ. Ta tiên sư bố, bố tiên sư mẹ, mẹ tiên sư bố, bố tiên sư cha, cha tiên sư bố, bố tiên sư mẹ, mẹ tiên sư bố, bố tiên sư cha, con bà mày. Thằng khốn nạn kia. Bà đỡ
đọc gì mày mà mày đánh mồm, mày quát, mày đánh tay, mày phá, mày buôn dưa lê bắn nước thối ở thằng cố nạn kia. Hả? Cái thằng ăn chó cả lông nó đồng cả hạt kia. Rồi ôi, mày đọc gì mày mà mày suốt ngày đứa nào đi hỏi con bà mày cũng buôn. Hả? Chia tải chia làm cho cùng chia tác con gà, cục tác con chó, câu câu con trâu mèo, bỏ lúc nhúc hút thẳng vào mồm mày. Mày kêu mà, nhưng mà đi lúc một nhá, mà đi lúc năm mà nhảy một phát qua tường. Bà mày không bằng chửi bằng mồm nữa, bà mày dùng bằng đài nhá. Bao lời hay đẹp bà biết rồi, bà thu vào đây mở chiếu chiếu thẳng thẳng nhá. Tao chửi ai này? Chửi thẳng rồi đấy. Chửi thẳng không loa tao xè rồi nhá, giọng tao khè rồi, tao không biết chửi thằng này bẩn mồm. Nghe đây, mày già mày ướp chấm bước đoàn chứ đừng có ướp những quả cao non cháy mùa. Mày về biết ướp chấm bước đoàn là ướp gì không, là mày chui vào cái quán tài. Ôi trời ơi, ôi trời. Họ rồi, nghe đây, mày ở cành thì mày xuống, mày ở chuộc thì mày về, mày nghe bà rửa đây. Bà rửa cho đêm mày cây ngày, mày phú mày là cái loại chết chuông chết đếm chân như không khói. Mày đời nó sao mà con nó lạnh mày. Mày ra sông nước gặp ra đồng cấp tôi điên, tôi lôi hết cổ điên, chỗ hết kiểu một thành đèo ra phải hố phân đi ăn rau cần nó phải canh ca ăn rau má ăn nhầm phải tao bụng tôi đói tôm lại chả có cái nơi nào đó chưa cái loại mày. Cái mẹ nó là tao à? Tao là nó. Mày điên mày thằng kinh à? Mày điên thẳng mày chĩa vào mặt bà. Bà đây nhưng mà hình như đại nó bị rối băm thì sao, để con mở lại cho. Đại Đình Nguyễn này này, suốt ngày nó rối. Bà mày không dùng bằng đài nhá. Mày nghe đây bà, mày truyền hình trực tiếp đây nè. Mày cái gì? Nhà mày ngày đang đi cấy gì đấy? Xe nhiều giờ bụng nó sổ đấy. Đâu khỏe bé bé. Nghe đây bà, mày lắc bà mày cho mày hốc hết cái mày đi. Sâu diều hâu quả mổ, nó mổ vào cái ấy của mày, vào cái mèo của mày. Ba cái thôi chửi như thế là đủ rồi, không phải càng nhá. Mẹ tao chửi theo cơn, cơn đứng lên để tao chửi hết cơn tao vậy thôi. Bà tiếp nó đốt câu hai, bà sao bà bảo mày nghe câu hai nhá. Vâng, lời nhanh nhá. Đó. Anh hãy cho biết 17 cái thằng nó đến hỏi con gái tôi tuổi, nhà nó ở chỗ nào, thằng đấy bao nhiêu tuổi và nó tên là gì? Bà điên à? Nhà 17 cái thằng đấy đâu, con quý nó không biết thì tôi biết làm sao được? Biết mẹ biết đồ. Bà đủ kiểu gì con thích mẹ vợ, tôi chết mẹ. Ôi trời ơi. Mẹ nó thằng cây kìa, nó dùng xin đâu. Mẹ sao hồi đi ăn rồi? Anh ơi, này, được con nóng máy là cháy buji đi nhá. Mày xếp mẹ tao đi. Mày đang chi mày cầm gà cầm cơ. Mày bà mày ăn thích cao bà mày tốt cháy rồi. Mày xếp mẹ tím một túng rồi, con tắp một túng ai chạm đầu cái bà mày phanh nhẹ vào đầu ra. Mày ăn cái tóc mày túng mày xếp mẹ. Đấy mày đục tiếp. Mày xếp mày lúa xuống mày bàn nữa. Mày đang ngồi đất, tao một thành nhạc xuống. Một thành cuốn đây, mày chết đi.
Tao ngồi thế bà coi à? Tao ngồi thế đấy mẹ thì tao. Tao ngồi thế bà coi à? Bà khép ngay cái mương mà không? Cái đấy không gọi là cái mương. Không gọi mương ngoài đây. Mẹ gọi là cái rãnh nhá. Bà ngồi đây, bà nói cho bà biết. Quá mẹ, mày hư lắm cư mày. Mày nói luôn cho các mẹ phải biết làm na làm lừ. Mày chết thằng nào mày chết. Không ai làm gì bác cả nhá. Nhưng hôm nay phải nói cho bác biết. Bác biết em Thúy năm nay bao nhiêu tuổi chứ không? Gần 40 rồi tao biết. Gần 40 rồi thì hỏi nếu như hôm nay tôi không được làm con rể bác, có mấy thằng 20, 21 rồi đến thì Thúy 45, 47 tuổi chứ không? Bà biết bao nhiêu có khổ mà nào? Thôi nhá, không cần em Thúy nữa nhá. Cho hai mẹ con bà sống với nhau nhá. Còn cái đứa cháu ngoại khuyến mại cho bà luôn ấy. Này, mày nói lại, tao chưa nghe cái gì ngoài ngoài tao chưa nghe. Nói thế bác không hiểu cái gì à? Tức là thời gian qua tôi và Quý yêu thương nhau, cái gì đến sẽ đến. Quý đã trao cho tôi cái quý hóa nhất của cuộc đời con gái rồi. Có thể nó đưa sổ đỏ cho mày. Không biết là những con nghỉ đi ra là sốt xinh xinh. Thúy ơi, mày đưa sổ đỏ cho nó à? Mày ngu thế. Bà đẻ mày ra thế này, bà nhịn mẹ nó đi cho nó khỏe. Đục thế nó chứ. Anh cho em xin lại. Em quân tử không bao giờ run rẩy đi. Em đưa nhanh sổ đỏ sao? Sổ đỏ mới đen đen đi sao? Nói thế bác không hiểu nhá. Tôi được rồi. Bác thi thơ nhá, tôi nói luôn bằng thơ cho bác vừa thấy nhịp vừa dễ hiểu nhá. Tức là thế này. Quý đứng bên cửa sổ. Quý đứng bên cửa sổ biết rồi. Chim bay qua nó mổ. Chim gì nó mổ vào đâu? Nó mổ trúng cửa sổ. Thế kệ mẹ nó. Chim mổ cửa sổ liên quan gì con tao? Em mổ trúng phát thoải mái đấy. Đấy. Mổ qua nói tóm lại bọn con chén nhau rồi. Mày chén cái gì nhỉ tao? Hai đứa bọn con chén nhau rồi. Có nghĩa đưa nhau ra khúc ra gì lúc trong lưới gì. Ôi trời ơi, chẳng biết rồi, chẳng biết rồi. Ê các bác ơi, thế là nhà em sầm mẹ nó mà tổ rồi. Trời đất ơi. Chửa mày tính đi, tính đi. Mẹ mày chơi cái chiêu này hơi án đấy. Bây giờ tính gì đó, chửa quá. Bây giờ tính gì đó, bây giờ bọn tôi chốt dài, bác cũng đồng ý cho bọn tôi cưới nhau, tôi chào bác để tự ngược. Dừng. Dừng làm cái gì? Mẹ bảo thằng bố mày, con mẹ mày, nhiều thằng nói với tao một câu tôi cho rước vong về luôn. Tính ngay. Như vậy là bác đồng ý cho bọn con cưới nhau. Con nói thật cho bác biết nhé. Bác đồng ý, mẹ con chưa chắc đồng ý đâu. Mẹ mày sao đồng ý? Mẹ con không dễ dàng chấp nhận cái trường hợp ăn cơm trước kẻ này đâu. Chắc mẹ nó có tính thế nhỉ? Mẹ nói mẹ con thế này nhá. Thanh niên nam nữ bây giờ nó lấy nhau là hay vô sinh. Thế nên trước khi cưới là con cứ phải thử chốt. Đúng, câu này nghe được. Đẻ không đẻ nó cứ đứng nó đái ồ, nó bỏ mẹ đấy. Thế con thử rồi, máy móc ngon lành rồi, sắp có chống nội rồi, hiểu không? Quay thế là bài ứng ngay. Nhưng mà nói rằng mẹ con đồng ý thì bố con này không đồng ý. Bố mày xong rồi. Bố con này không cho con lấy một cô gái già làm vợ đâu. Ngu lắm, bố mày ngu quá. Bảo cái bố mày là gừng càng già là càng cay, mà gái càng già là càng hay. Mà bố yêu thử đi gái già mà xem. Chưa yêu là chưa biết gái già, mà yêu rồi mới biết cái bàn là liêm sơ. Mẹ như vậy con phải báo cáo bố mẹ con đi đẹp cô luôn mẹ nhá. Con đi luôn, con đài của mẹ nó con sửa luôn đấy. Ôi các bác ơi, sướng quá các bác ơi. Ôi trời em sắp có lòng rồi, sắp có cháu ngoại rồi.